Dạ vâng ạ, Voxom Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Như quý vị đang nhìn thấy thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn khá nhiều hàng hóa để một lát nữa sẽ gửi Viettel gửi cho quý vị và các bạn. Và ngoài việc bán gốm thì chúng tôi xin phép được giới thiệu với quý vị và các bạn là chúng tôi còn kinh doanh thêm cả sơn nước, sơn nhà nữa. Vì thế nếu quý vị nào mà muốn mua sơn online thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé, để chúng tôi sẽ chuyển. Ô, hay nhỉ. Nó nặng quá. Để chúng tôi sẽ chuyển hàng cho quý vị và các bạn. Dạ vâng ạ, và ở video này thì chúng tôi xin phép được gửi tới quý vị và các bạn một số sản phẩm mà chúng tôi đang còn tồn kho khá là nhiều. Và tất nhiên rồi, với sản phẩm tồn kho khá là nhiều thì chúng tôi cũng sẽ có những cái chương trình khuyến mại cũng khá là lớn đấy quý vị và các bạn ạ. Dạ vâng ạ. Sản phẩm đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn đó là sản phẩm chậu quạt. Vâng ạ, sản phẩm chậu quạt. Với sản phẩm chậu quạt thì hiện tại bên Voxcom của chúng tôi có 3 kích thước. Và hiện tại như quý vị đang nhìn thấy ở trên video, đây là kích thước nhỏ nhất của chúng tôi. Với kích thước phủ bì là 42 x 24 x 24 x 20, lọt lòng là 36 x 18 x 16 x 14, có giá là 800.000 đồng. Dạ vâng ạ, 800.000 đồng cho một chiếc chậu quạt với kích thước phủ bì là 42 x 24 x 24 x 20. Và tiếp theo chiếc chậu quạt lớn hơn nằm ở bên ngoài này thưa quý vị và các bạn. Đây ạ. Anh sẽ quay mặt trước và mặt sau của quạt để quý vị và các bạn có thể thấy được kho văn của quạt nhé. Vâng ạ, với chiếc chậu quạt tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn, đó là chiếc chậu quạt rất là lớn với kích thước phủ bì là 67 x 42 x 37 x 30, lọt lòng là 58 x 34 x 30 x 26. Chiếc chậu quạt có kích thước phủ bì là 67 x 42 thưa quý vị và các bạn. Và chiều cao là 30, có giá là 2.400.000 đồng. Và giữa hai chiếc chậu quạt này thì chúng tôi còn có một chiếc chậu quạt size chung nữa với hoa văn y hệt như thế này, có giá là 1.500.000 đồng. Và chương trình khuyến mại dành cho chậu quạt thưa quý vị và các bạn, với những chiếc chậu quạt rất là dày, rất là nặng như thế này thì chắc chắn là phí ship rất cao thưa quý vị và các bạn. Chính vì vậy chương trình khuyến mại dành cho chậu quạt đó là chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu ship thay cho quý vị và các bạn nhé. Dù quý vị ở Cà Mau hay là ở bất cứ đâu thì quý vị hãy yên tâm rằng là quý vị sẽ không phải trả thêm 1.000 tiền ship nào nữa cả. Dạ vâng ạ. Và sản phẩm tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn giờ đây, rất là nhiều đúng không ạ? Đó là chiếc chậu tàu, tôi xin lỗi, chiếc chậu chữ tàu của gốm Hoàng. Chiếc chậu lục giác chữ tàu của gốm Hoàng. Với chiếc chậu lục giác chữ tàu này thì chúng tôi có hai size. Size mà quý vị đang nhìn thấy đây là size nhỏ, với kích thước phủ bì là 38 x 33 x 27. Và lọt lòng là 28 x 25 x 20 với chiếc chậu lục giác chữ tàu rất là đẹp của gốm Hoàng như thế này, triện ở ngay bên ngoài luôn. Ví dụ như chiếc chậu này thưa quý vị và các bạn. Đây ạ. Triện ở ngay bên ngoài chậu luôn. Hoa văn thì cực kỳ sắc sảo vì nó là sản phẩm của gốm Hoàng, vì thế hoa văn của nó quý vị hãy yên tâm rằng không bao giờ sợ rằng nó bị xấu cả, bởi vì nó luôn luôn là đẹp. Với chiếc chậu như thế này thì trồng cây hoa hoặc là cây lan kiếm rất là phù hợp. Đây quý vị có thể thấy phần chân của nó rất là cao, vững chãi và chắc chắn như thế này. Và hiện nay chậu tàu gốm Hoàng này, chậu lục giác chữ tàu gốm Hoàng này của chúng tôi thì có hai size. Một size là phủ bì 38 x 33 x 27 và một size phủ bì là 43 x 38 x 32. Chương trình khuyến mại dành cho hai chiếc chậu tàu này đó là hai chiếc này, một chiếc có giá 800, một chiếc có giá 500, vậy là hai chiếc là có giá 1.300.000. Và nếu quý vị và các bạn mua cả bộ combo gồm một chậu lớn và một chậu nhỏ như thế này thì quý vị sẽ được hưởng chương trình khuyến mại rất là đặc biệt thưa quý vị, chắc chắn là rất là đặc biệt, đó là quý vị sẽ được bao ship và được chúng tôi tặng thêm 100.000, một món quà rất là hời đúng không ạ? Mua hàng nhá, không mất tiền ship lại còn được tặng thêm 100.000 nếu quý vị mua cả combo một chậu nhỏ và một chậu lớn lục giác chữ tàu. Vâng, một chương trình khuyến mại đặc biệt đúng không ạ? Và quý vị hãy nhớ chương trình khuyến mại mà hôm nay chúng tôi dành tặng cho quý vị nhá, đó là với chậu quạt thì là bao ship, hoàn toàn bao ship, quý vị sẽ không phải lo 1.000 tiền ship gặp cả dù quý vị có ở tận Cà Mau đi chăng nữa. Còn với chiếc chậu lục giác chữ tàu thì khi quý vị mua cả hai chiếc, một chậu lớn và một chậu nhỏ thì quý vị sẽ được bao ship và được chúng tôi tặng thêm 100.000, một món quà rất là ý nghĩa. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn. Và Voxcom Việt Nam rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và giúp chúng tôi ngày càng lớn mạnh. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách bỏ ra 5 giây, nhấn vào nút đăng ký, like, chia sẻ video của chúng tôi nhé. Và hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0966 061 033 để nhân viên của chúng tôi được tư vấn cho quý vị và các bạn rõ ràng hơn.
Bây giờ thì Postcom kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.